khi vô nước anh chị, chứ thường ngày thì khách du lịch nó không có nhiều đến như vậy đâu. À, hôm nay em sẽ đi một ở bên Sài Gòn Que để chia sẻ ở khu du lịch tại bên trung tâm thương mại Sài Gòn Que cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo nha. À, cũng như mấy ngày nay cô chú anh chị mình biết rồi, giá vàng nó lại tụt dốc không có bốc thanh luôn. Và từ khi mà một cái vị tổng thống rất là quyền lực thế giới, nhưng mà ông đã lên nóng với một cái tổng thống của nước Mỹ thì làm cho cái tình hình kinh tế nó lại quay đầu 380 độ luôn, đúng không quý vị? Mà tổng thống Donald Trump lên nhậm chức thì giá vàng thế giới và tổng thống nước lại lao dốc một cách khủng khiếp luôn, làm cho những người mà người ta mua vàng trước, người ta ôm vàng bây giờ rất là lao rao, rất là khủng bố luôn. Phía trước này rất là đông du lịch, đây là đa số là khách du lịch, người ta đi lên trên chiếc xe hai tầng, người ta đi tham quan đó, chú anh chị. Hôm nay là thứ bảy cho nên là cái khu vực này nó rất là đông, đa số là người ta tập trung, người ta đi về đây để người ta thuê một cái xe hai tầng này, là người ta đi vừa du lịch dạo quanh Sài Gòn, không chú anh chị. Phía xa xa bên kia đó là nhà hàng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái chỗ mà cái điểm để người ta tập kết, người ta đi lên trên cái xe buýt hai tầng, cô chú anh chị sẽ đi băng qua bên đường. Giao dịch vàng ở Bến Thành hôm nay họ em thấy là họ ngừng giao dịch luôn, họ không có giao dịch vàng ở khu quanh chị, vì giá vàng nó không có, nó đang ở mức đi xuống, không có lúc không có điểm dừng luôn, cho nên là ở em thấy là em có đi qua chỗ Đi bộ thì về đi
chơi trong phố đi bộ của nước mình thì hôm nay thứ bảy thì nó chưa có cấm xe. Chiều thứ nhật thì nó lại cấm xe hết. Thì thứ nhật chỉ đặc biệt dành cho người đi bộ thôi. Xe thì không được chạy vào phố đi bộ này của nước mình. Sẽ đi tập về ở đây là đại lộ đi phía trước mình, đây là đại lộ đi lại đó mới đúng anh chị. Đại lộ đi lại thì đi ăn đi tiếp kênh này thì một cái mặt lộ ở dưới đó thì sau 30 mét với đồng đất thì có một cũng có một cái tòa nhà y một thành phố giống như trên mặt như vậy nè. Nhưng mà thực ra thì chưa ai được ngắm hết luôn chú anh chị. Đó chỉ là lý thuyết thôi. Chỉ có ai kỹ thuật cũng đang chương trình ở phía dưới người ta mới thấy, nhưng mà những hình ảnh đó thì tối không được đó. Chưa được công bố bên trên xã hội. Anh có đi ở đây là phía bên hông cái sạp rớt cho mọi người. Ở đây có một cái giống như bên kia để anh quay nè, cái lối đây đi xuống lầu đặt cái này đúng rồi, cái cổng đi xuống. Sài Gòn Center này, mình chị. Em sẽ
vào sẽ quay bên Sài Gòn Center cho các bạn tự mình. Nó là trước cổng này Sài Gòn Center rất là lớn. Sài Gòn chúng ta ở trung tâm này cũng thương mại rất là lớn, ở Sài Gòn nó nằm ở đại lộ đi lại thành phố anh chị. Thì anh sẽ đi cắm hành lang, anh sẽ đi cắm hành lang của đại lộ của Sài Gòn Center thì em đi về Sài Gòn Que. Sài Gòn Que thì nó nằm ở trên đường Đồng Khởi thôi các anh chị. Ở trong cái tòa nhà này người ta trưng bày những sản phẩm rất là đắt tiền, mỗi bộ đồ như vậy đến vài triệu, năm mười triệu. Đa số là khách nước đây là Việt Kiều, khách nước ngoài cũng đó nha. Thưa chú anh chị mày thì ở Việt Kiều hay khách nước ngoài mà ở đây những, bây giờ thì cũng gần Tết rồi, cho nên là người ta đi về thăm quê hương, thăm nhà rất là nhiều. Cho nên là cái lượng người ở khu vực ở ngay trung tâm mình bây giờ là rất là nhiều Việt Kiều, rất nhiều và khách nước ngoài người ta về, người ta tham quan Sài Gòn rồi. Những người mà Việt Kiều xa xứ hồi hương ta đi về thăm quê thăm gia đình thì buổi tối ta ra đây ta mua sắm mua nước anh chị. Ở Việt Kiều thì người ta chỉ về khu vực này ta mua sắm thôi. Ở đây thì nó có nhiều những mặt hàng nổi tiếng, những hàng xa xỉ đó người ta mua sắm. Chứ được bên Bến Thành thì cũng nó cũng vậy, nhưng mà nó không có sầm uất như bên đây đâu chú anh chị. Cái giá của Bến Thành thì nó lại khác, bên đây nó rất là đắt đỏ, cho nên người ta cũng ngại vào trong khu vực ta mua. Đó là cái lý do chợ Bến Thành ế là cái điều đó trong một số anh chị rất là đông. Ở đây là Sài Gòn Que, cái trước mình là Sài Gòn Que thì Sài Gòn Que đó. Sài Gòn Que rất là đông khách du lịch, tụi em sẽ đi qua bên ngoài, em sẽ đi qua bên lậu, em sẽ quay khu vực phía ngoài cho cả nhà mình coi nha, cùng xem. Em sẽ chia sẻ những câu chuyện anh chị mình có về thì ghé Sài Gòn Center mình mua sắm, còn phải đi vào chợ Bến Thành mua sắm em sẽ hướng anh chị. Giờ này mình đi qua bên đường thì không á, còn mình đi qua đáng đi ngay lại. Trước thì cũng có một cái ở bên nãy người ta đi vào người ta tịch thu rất là nhiều sản phẩm.
đậm chất cái sản phẩm có đúng với lại nhãn mát ở trên cái sản phẩm và đúng không chị? Đây là hướng này mình sẽ đi về đại lộ Võ Văn Kiệt đúng không anh chị? Đây đó rất nhiều là cánh hàng rong, cô chú buôn bán cánh hàng rong này làm cho vẻ cái ngành du lịch mình rất là đẹp luôn, đúng không chị? Khách nước ngoài ta rất là thích những cô buôn bán hàng rong như thế này. Dạ, em xin kết thúc video này, cô chú ạ. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo của em. Dạ, cảm ơn cô chú và anh chị rất nhiều.